Hello. Cái đang vệ sinh cái cùm côn cho khách, cái cùm đề để lâu quá nó lên ten, ở trong nó ten quá tiếp xúc nó không ăn ha. Đó, cho nên là mình phải bóp mạnh hôm bữa đó. Bữa mình phải bóp ấn mạnh vô đó. Hôm nay mình vệ sinh lại cho khách luôn. Cho cực chút tháo ra thôi, nhưng mà về nó ịnh nhẹ cái nổ, ịnh nhẹ cái nổ ha. Đỡ cực chứ người ta mở ra mở vô cũng không khó khăn. Mình thấy nó không được nhạy cho nên là mình mở ra nó tan hết rồi. Dài cái ông mặn 31 đây. Cái đồ zin anh em. Anh em thà thay đồ chơi thì phải thay đồ xịn. Còn đồ zin anh em nhìn nó cũ nè. Gắn nó chắc nụi à mà nó khích rịch rồi. Bởi vì người ta thích đồ zin là vậy ha, rất là chắc chắn và nó khích lắm. Nó không có kiểu lỏng lẻo, nó lên ten lý do là để quá lâu thôi, chứ còn thực sự mình chà lại mình thấy nhám, mình rút nhẹ lại rồi mình xịt cái dung dịch vệ sinh cho nó ra là nó ngon lành lại liền, tiếp xúc nó ca nó tốt lại liền chứ không có gì ghê gớm. Vô kích rịch à, đồ zin đã lắm. Tại vì anh em dùng xe hay gì anh em nên trân trọng một chút. Thật sự khi mà mua những cái món đồ này nó không có rẻ tiền đâu anh em. Sao mà người ta cứ đi mua mấy xe nhỏ, đi mua mấy cụm của cái phân khối lớn, người ta về người ta gắn. Mấy cái người chơi xe lâu á, ta thường vậy chứ ta đâu có gắn mấy cụm mới đâu. Cắm nhắc chưa? Máy nó cũng còn đẹp, nhưng mà bên ngoài nó
không còn gì để chạy nữa thì chết. Thì cái trống này về anh em thay. Cái trống này nó nặng lắm mà nó bị hạn chế rồi. Thấy giận mà. Ờ, nhà hết trống mà có thầy con chạy hết trống à. Thì xe thì ok lắm rồi nha, thả một cái là nó quay bánh rồi anh em. Nó rất là nhẹ nhàng, mình không có dám đốt nhiều, tại vì đốt nhiều cái vỏ nó đã mòn, đốt nhiều nó người ta hết chạy được, đốt nhiều quá người ta chạy đâu có được nữa. Rồi ok rồi nha, thử lại công tắc lần nữa nhẹ nhàng. Nếu nào mình có cái vỏ nào tốt hơn mình gửi tặng lại. Vỏ này cũng ngại lắm, tặng mà không còn được tốt á, mình thấy ngại ngại. Nhưng mà giờ hết vỏ rồi, còn cái gì lấy đỡ. Mấy bữa có mình gửi tặng lại. Có nhiều cái cặp vỏ mà nó còn dày lắm, nhưng mà cái đét nó hơi sâu một chút, mình cũng không có xài. Đó, thì gắn vô đây nó hợp lý. Tại chủ xe cũng ít chạy á, thì hả, chạy tèn tèn vòng vòng thôi thì vậy được rồi. Mỗi một người á, đây là cái tiêu sản nha anh em, đây không phải là tài sản. Mình quay lên để anh em xem, để mà mình rút những cái kinh nghiệm. Thì cái xe mình nói hư là do người ta không biết chăm sóc nó, và người ta ở một cái vị trí đó không có thợ sửa, không đưa thợ tầm bậy thì làm hư thôi. Người ta không có đủ cái cơ sở vật chất và những cái đồ thay thế vô thì tất nhiên phải thay những cái đồ nó ná giống rồi, không có trách họ được ha. Và mình quay để mình rút kinh, anh em mình rút kinh nghiệm và chia sẻ với nhau những cái gì, với lại vấn đề quay để cho khách hàng thấy. Tại vì khách hàng ở xa thì anh em nên mình đóng góp một cái sân chơi cho nó vui vẻ, chứ mình đừng có xăm xia nhau, mỉa mai nhau, nói xấu nhau không hay. Mình phải đặt mình vào vị trí của họ, họ không còn cách nào khác, họ mới như vậy. Thì mình phải suy nghĩ nó đa chiều một chút. Còn mình thì cái này mình cũng nói với anh em, nhiều lúc mình tư vấn rất là thẳng là thật. Tại vì đây là tiêu sản thì anh em nên mua những cái nó phù hợp với cái tiền dư của anh em á. Chứ mình đừng có, mình có 100 triệu thì mình mua cái tầm 60-70 thôi. Cái kia là cái anh em phải để nuôi nó. Tại vì đây là tiêu sản mà. Còn không mình mua vàng, mình về mình cất là mình nó hay hơn. Đó, mình mua đất đai nó sinh sôi ra, nó tăng giá lên, còn cái xe mình không chạy nó cũng sẽ hư. Đó, mình nó có demo, nó có bảo dưỡng theo odo và theo thời gian, chứ không phải là để đó mình chạy không chạy là nó không hư, không phải đâu anh em. Cho nên đó, anh em phải chọn lựa một cái nào cho nó phù hợp. Và lúc mình đi xem xe, những anh em không có đủ kinh nghiệm thì anh em nên cố gắng. Mình đam mê là mình đam mê, nhưng mà mình phải coi suy xét thật là kỹ, chứ đừng có vội vàng quá. Chung đây thêm con ốc, nhét vô đây cái con tán giống nhựa này cho nó che lại. Thì đó, mình coi kỹ, chứ thật sự anh em nên nhớ mình mua một cái món đồ vàng, ví dụ như chiếc 600 đi mà mình có 150 à, thì anh em nên mua một con R3, nó tầm khoảng 120-130 đó. Thì đừng có mua một cái con R6 khoảng 170-180
600-700-800, mua về là sửa bèo nhất cũng phải 30-40 triệu, hứa luôn. Nhưng mà nó ở một cái chất xe trung bình thấp đó, giống như con xe này gọi là mức xe trung bình thấp. May là được cái máy với dàn phục trước sườn gấp sau đồ còn ok, build lại được ha. Mua con này khoảng 100 mấy về build lại là ok, nhưng mà mua con này mà tầm cỡ 170-180 thì thua, tại vì dọn ra để một con xe can chuẩn đó, tầm cả 100 triệu nữa đó. Nếu vậy thì cũng được đi, là thành có 280 R6 mà anh em muốn mua can giữ đỉnh là phải trên 300, anh em mà cầm dưới 300 thì cũng là cái dạng trung bình khá, và để về để chạy chuẩn thì phải thêm vô cũng phải ít nhất 30-40 hứa. Còn trên 300 thì ok can đó, anh em cứ đi chơi R6 anh em sẽ hiểu điều đó, tầm 300 mấy thì gặp cái xe mới là can dữ đó. Và tùy tình trạng hiện tại, giống như là xin dung dĩa còn bao nhiêu phần trăm, vỏ bao nhiêu phần trăm, bố thắng này kia, anh em phải tính cái điều đó nữa, chứ không phải mua xe về là anh em không tính cái điều đó đâu. Giống như xe mình tất cả đều mới, tại vì mình chưa có chạy đó, chứ còn người ta làm xong người ta phải chạy chứ, đúng không? Còn mình có thời gian chạy đó, đúng rồi đó. Giờ nó đều hai bên hai nút rồi không đó, ai để lỗ một bên đều rồi. Rồi cứ ngắt, thật sự là gì nó cũng kỳ, nhưng mà ốc hai bên nên ta bắt gì rồi, mà thay là phải thay đều hết, chứ còn không thì thôi để làm cho nó chắc chắn lại thôi. Rồi đẩy vô luôn, mai giao xe thì anh em phải để ý kỹ, đừng có ham xe rẻ quá về. Mình là người thích nè, tại mình sửa nhiều mình có tiền nhiều, nhưng mà mình không muốn cái điều đó, tại vì mình làm cái gì mình cũng có lời hết, tới rửa xe thay nhớt mình cũng có lời mà, thấy không? Đâu cần là phải, có nghĩa là công việc của mình không cần là phải mồi chài các bạn để các bạn làm nhiều, không cần thiết, tại mình bảo dưỡng không, mình có tiền mình nhanh chóng gọn lẹ nữa đó. Còn làm như vậy á, các bạn đang nó eo hẹp về cái túi tiền, là mình là cái người sửa chữa, mình nói đâu là các bạn phải chịu đó thôi. Nhưng mà vấn đề nằm chỗ là mình thấy cái con đường đó nó không đẹp, nó không vui ha, nó không đẹp. Tại sao mình hay tư vấn xe là mình cứ tư vấn bao nhiêu đó làm sao đó, tình trạng xe làm sao được những gì, để anh em có những con đường khác anh em chọn coi nó tốt hơn, chứ không phải chỉ để anh em sửa. Cho nên nhiều lúc mình hỏi tế nhị xe anh là xe gì, tại người ta cần mình tư vấn thì mình phải hỏi là giấy gì ha, nếu giấy đây nè coi chừng vướng con R6 này đó, đẩy con này tới một chút xíu, con nó chân chống nặng quá. Theo anh thấy vậy nè, đẩy con này nè, đẩy con này qua bên kia đi em, con này chết máy không ai lấy được đâu, đẩy ra đây là bảo vệ bẻ cổ quá rồi, mà nó đẩy xe này chừng 100 mét là thở không nổi rồi. Để xe này bên kia đó cho nó chống cái đường ra vô. Rồi mình cảm ơn anh em đã ủng hộ mình ha, dù anh em ở xa hay gần đều qua ủng hộ mình đó. Thì mình chỉ cố gắng là càng ngày càng làm tốt hơn thôi, và giảm cái rủi ro lại, luôn thận trọng ha, chứ không phải là mình chỉ y là mình nhiều khách rồi mình làm mẫu không có. Cho nên là anh em qua thì mình sẽ hứa báo với anh em thời gian cụ thể, chứ không phải lúc nào cũng xong liền. Mà bên mình làm ở đâu ra đó, thà mình ít người nhưng mà mình làm phải chuẩn, chứ không có phải là mỗi thằng làm xe bừa bãi ra không, làm xe nào xong tấp vô. Mình luôn có một cái hướng đi và cách làm việc, mình phân bổ nó phù hợp để làm gì ra là nhanh, thứ hai là xong cái nào xong cái đó, chứ không có tùm lum à, không có làm tùm lum xe, không có xe nào xong rút xe đó làm xe khác. Rồi cảm ơn anh em nhiều.